sớm này em sẽ test thử những cặp loa BB450C, những cặp 900C và những đầu tech của Techlink. Đấy, đầu cầm thì em có một số con đầu Techlink, rồi thì Peeler, Aurex. Nói chung là bên Ngọc Quang vẫn có những cái sản phẩm của đầu tech, đầu quay băng đã được nghĩa là đã sử dụng tại Việt Nam. Đấy, hàng gọi hàng lướt, hàng không phải hàng tông bãi nhưng mà nó còn zin và còn khá là đẹp. Em bán cho các bác chơi, và trước khi bán em cũng tả rõ tình trạng và báo giá. Nói chung là giá sẽ rẻ hơn cái hàng nhập bãi nếu Ngọc Quang nhập được. Giá rất là tình yêu. Những con đầu tách này giá là hàng đẹp, bây giờ giá rơi vào khoảng sấp xỉ 3 triệu. Nhưng em bán chỉ có tầm 1 triệu 8 thôi. Rẻ một lửa tiền, gần một lửa. Đấy, còn những cặp BB450C, 900C là hàng nguyên chất bãi đẹp xuất sắc. Buổi sáng ngày hôm nay sẽ lên đường với các bác rất là nhiều. Đặc biệt là những cặp 450C đẹp long lanh, đẹp gần như là mới. Đi các tỉnh như Nam Định, rồi thì Nghệ An và Hải Dương, Bắc Ninh, các bác đặt bên em rất nhiều. Và đặc biệt là tối ngày hôm qua mấy bác ở thủ đô Hà Nội đặt số lượng là 7 đôi nữa. Vâng, bên em thì cái lượng 450C thì rất là nhiều, nhưng với những cái lô đặc biệt đẹp đến xuất sắc thì cũng có hạn thôi các bạn, không có nhiều đâu. Đối với sản phẩm 900C thì bên Ngọc Quang luôn luôn là những cặp loa đẹp xuất sắc đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, sẽ chuyển đi cho 4 bác khách ở các tỉnh thành. Và ngày hôm nay sẽ chuyển đi cho bác rất nhiều BMB, phải nói một từ là rất nhiều BMB, đặc biệt là 450C và 900C. Và 450C thì các bác mua nhiều hơn, giá nó êm ái hơn. Còn 900C thì nó là một dòng loa cao cấp nhất trong dòng loa lọc và công suất cũng lớn nhất. Vâng, các bác có nhu cầu về những sản phẩm chất lượng, xịn sò và độ đẹp, hãy liên hệ với Ngọc Quang theo hai số máy trên tấm biển màu xanh này. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.